Kính chào cô bác anh chị và các bạn. À, đây là video chúng tôi cạo sủi cho cô bác anh chị xem nè cô bác anh chị. Chúng tôi vừa quay và vừa một tay cạo cho cô bác anh chị xem ha. Đó là kỹ thuật cạo sủi của các cô bác anh chị hành lý mà chúng tôi học được á. Ưu điểm này là đỡ đau lưng của anh chị. Rồi xong một cây rồi cô bác chị ơi. Rồi đi qua cây kế kế tiếp ha. Ở trên sủi xuống một tay mà thấy cũng đều quá cô bác chị. Đây là cạo sủi miệng tái sinh đó cô bác chị. Còn miệng đục thì một mình tôi thì chúng tôi không có quay vừa vừa cạo vừa vừa quay cho cô bác được, chỉ có miệng gốc là miệng cạo da tái sinh này thì mới quay cho cô bác anh chị xem được thôi. Cây này thì nó muốn hết mủ rồi. Tiếp theo tới cây này của anh chị. Rồi qua tới cây này. Do chúng tôi cạo mù chén nên vệ sinh chén thì nó không có kỹ bằng lấy mũ nước nha cô bác anh chị.